Với cặp nguyên âm đầu tiên, cặp nguyên âm này chúng ta thường gọi là nguyên âm y dài hoặc y ngắn. Y, e, giống như trong hai từ seat và sit. Đối với nguyên âm đầu tiên, nguyên âm y dài, để chúng ta có thể phát âm được nguyên âm y dài, thì chúng ta cần tập trung vào sự chính xác của môi, lưỡi và hàm. Và chúng ta có thể thực hiện hai bước đơn giản như sau. Bước 1, chúng ta mở rộng miệng hai hàm căng sang hai bên như đang cười và chúng ta hạ hàm xuống một chút. Ở bước thứ hai, bước này là bước mà chúng ta cần đặt lưỡi một cách chính xác. Ở bước này thì chúng ta sẽ nâng lưỡi cao lên và đẩy về phía trước của vòng miệng. Phần giữa và phía trước của lưỡi sẽ cong lên hướng về phía vòng miệng để làm giảm không gian ở mặt giữa lưỡi. Và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm Y. Y. Y y. Các bạn chú ý với nguyên âm y dài thì khi mà chúng ta càng căng hai khóe miệng sang hai bên thì nguyên âm của chúng ta phát âm càng chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang nguyên âm thứ hai đó là nguyên âm y ngắn. Chúng ta chú ý nguyên âm này khi phát âm thì sẽ có âm giống với sự kết hợp của hai nguyên âm trong tiếng Việt đó chính là y và e. Để chúng ta có thể phát âm chính xác nguyên âm y ngắn thì bước đầu tiên miệng của chúng ta mở hơi rộng một chút tuy nhiên sẽ không rộng bằng nguyên âm y dài. Sau đó chúng ta hạ hàm, trễ xuống một chút. Ở bước thứ hai, thì bước này là bước mà chúng ta cần phải đặt vị trí lưỡi một cách chính xác. Ở bước này, lưỡi của chúng ta sẽ được nâng lên và đưa về phía trước của vòng miệng. Và rồi chúng ta phát âm nguyên âm y. 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 Ok, very good ở nhà thì chúng ta cố gắng luyện tập từng bước và chúng ta có thể soi gương để theo dõi xem việc chúng ta mở rộng miệng hạ hàm cũng như là lưỡi của chúng ta đã đặt đúng vị trí hay chưa. Sang đến cặp nguyên âm thứ hai, đây là một cặp nguyên âm mà chúng ta cũng rất hay phát âm sai, thường là sẽ bị nhầm lẫn vào nhau. Đó chính là cặp nguyên âm u dài và u ngắn. U ở ừ. với nguyên âm u dài thì với nguyên âm này làm thế nào để chúng ta có thể phát âm một cách chính xác? một cách đơn giản thì chúng ta phát âm nguyên âm u dài của tiếng Anh khá giống với nguyên âm u của tiếng Việt. Tuy nhiên chúng ta tròn môi hơn một chút. U, u, u. Các bạn thấy không? Trong quá trình phát âm thì chúng ta sẽ tròn môi, môi trên hơi cong lên một chút và môi dưới hơi trễ xuống một chút. Với lưỡi thì chúng ta để sâu ở phía trong vòm miệng và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm u như bình thường. U. U, U. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách phát âm nguyên âm u ngắn. À, nguyên âm này trong quá trình phát âm chúng ta thấy âm được phát ra sẽ giống với sự kết hợp của hai nguyên âm u và ư trong tiếng Việt. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phát âm được nguyên âm u ngắn một cách chính xác? Thì các bạn có thể làm theo cách sau đây. Bước 1 đó là chúng ta hơi mở miệng, môi hơi đưa ra phía trước và làm tròn môi. Bước 2, đó là chúng ta sẽ hơi kéo lưỡi nhẹ về phía sau và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm u ngắn. Ờ. Ừ, ờ. Ừ, ừ. Hơi khó đúng không ạ? Rất nhiều bạn có thể đọc thành ờ ừ, hoặc là ô. Ờ à, tuy nhiên trong quá trình phát âm chúng ta chú ý là miệng của chúng ta hơi tròn một chút, môi trên hơi cong lên, môi dưới cong xuống và sau đó chúng ta lưỡi kéo nhẹ về phía sau và phát âm nguyên âm u ngắn ờ ờ ờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp nguyên âm tiếp theo cặp nguyên âm này chúng ta tạm gọi là nguyên âm ơ dài và ơ ngắn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách phát âm nguyên âm đầu tiên mà chúng ta vẫn hay gọi là nguyên âm ơ dài để có thể phát âm chính xác được nguyên âm này thì chúng ta cần tập trung vào sự chính xác của lưỡi và môi và chúng ta có thể thực hành hai bước đơn giản như sau Bước 1, chúng ta mở miệng vừa phải, chúng ta đưa môi ra phía trước, hơi tròn môi. Uh, môi trên thì có thể cong lên và môi dưới thì có thể cong xuống. Bước thứ hai là bước mà chúng ta cần phải đặt vị trí chính xác của lưỡi. Ở bước thứ hai thì lưỡi của chúng ta hơi nhấc lên và đưa về vị trí giữa. Mặt trước của lưỡi thì hạ xuống và chúng ta lưu ý là lưỡi sẽ không chạm vào các bộ phận khác của vòng miệng và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm ơ. Er". Ừ, ừ, ừ. Các bạn thấy không ạ? Môi trên có thể cong lên và môi dưới thì cong xuống Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cách phát âm nguyên âm ơ ngắn trong tiếng Anh Để xem sự khác biệt giữa cách phát âm giữa nguyên âm ơ dài và nguyên âm ơ ngắn là như thế nào Chúng ta thấy nguyên âm này là nguyên âm mà chỉ xuất hiện trong các âm không chịu trọng âm Bên cạnh đó thì nguyên âm này còn xuất hiện trong các từ chức năng ví dụ như là to hoặc là of. Và ngoài ra đây cũng là một nguyên âm thường được sử dụng trong lối nói tự nhiên. Khi chúng ta phát âm nguyên âm ơ ngắn của tiếng Anh thì một bước rất đơn giản đó là chúng ta thả lỏng cơ miệng. Chúng ta để lỏng miệng, lưỡi và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm ơ một cách nhẹ nhàng. Ơ, ơ, ơ. Chúng ta thấy cũng khá giống với âm ơ của tiếng Việt nhưng mà Uh, khi chúng ta phát âm thì nguyên âm này ngắn hơn một chút uh, uh, uh. ok very good chúng ta sẽ luyện tập thêm một số các nguyên âm đơn khác trong tiếng anh cặp nguyên âm đơn đầu tiên mà chúng ta sẽ luyện tập đó chính là nguyên âm e và e trước tiên chúng ta sẽ bước vào luyện tập với nguyên âm e để có thể phát âm được chính xác nguyên âm này chúng ta cần phải tập trung vào vị trí chính xác của lưỡi môi và hàm chúng ta có thể thực hiện ba bước đơn giản như sau bước đầu tiên chúng ta mở miệng một cách tự nhiên hàm chúng ta hạ xuống một phần và chúng ta thư giãn phần môi bước thứ hai là bước mà chúng ta cần phải đặt vị trí chính xác của lưỡi chúng ta nâng phần trước của lưỡi lên độ cao vừa phải đầu lưỡi có thể hạ xuống ngay sau hàm răng dưới bước ba chúng ta giữ nguyên vị trí của môi và chúng ta phát âm nguyên âm e bây giờ các bạn nhìn cô làm mẫu và chúng ta làm theo e e e hiểu một cách đơn giản thì giống như chúng ta đang phát âm âm e của tiếng việt tuy nhiên chúng ta thư giãn khẩu hình miệng của chúng ta một chút là chúng ta có thể phát âm âm e của tiếng anh một cách chính xác Nguyên âm này chúng ta có thể gọi là e bẹt hoặc a bẹt tùy ý. Đây là một nguyên âm mà dường như chỉ dành riêng cho tiếng Anh vì phần lớn các ngôn ngữ khác sẽ không có nguyên âm này. Vì thế trong quá trình phát âm chúng ta thường có xu hướng uh, biến đổi nguyên âm này hoặc là chúng ta có xu hướng đọc thành một nguyên âm khác để có thể phát âm được chính xác nguyên âm e. À, chỉ chúng ta cần phải tập trung vào độ chính xác của lưỡi và hàm và chúng ta có thể thực hiện ba bước đơn giản như sau: Bước 1. Chúng ta cần phải mở miệng càng rộng càng tốt và hai khóe môi căng sang hai bên. Bước hai, chúng ta căng lưỡi và đẩy lưỡi về phía trước. Chúng ta hạ lưỡi xuống vị trí thấp nhất có thể và đầu lưỡi sẽ chạm vào sau răng cửa dưới. Bước thứ ba, chúng ta giữ nguyên vị trí hàm, môi, lưỡi và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm Ả. À. Các bạn nhìn cô làm mẫu và làm theo. Ả, Ả, Ả. Ok, very good. Về nhà thì chúng ta cố gắng luyện tập nhiều hơn để có thể phát âm được chính xác nguyên âm này. Ở đây chúng ta có một số lưu ý liên quan đến việc phát âm nguyên âm à trong tiếng Anh. Nguyên âm này là một nguyên âm rất mở, vì vậy trong quá trình phát âm, hàm của chúng ta phải đưa xuống vị trí rất thấp và lưỡi thì phải căng phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cặp nguyên âm thứ hai, đó là nguyên âm ọ và nguyên âm or. Với nguyên âm đầu tiên, nguyên âm ọ để có thể phát âm chính xác được nguyên âm này chúng ta tập trung vào độ chính xác của lưỡi và hàm chúng ta có thể thực hiện ba bước đơn giản như sau bước đầu tiên chúng ta mở miệng rộng tự nhiên môi thư giãn không căng bước thứ hai chúng ta sẽ hạ thấp lưỡi và đầu lưỡi sẽ chạm vào mặt sau của răng hàm dưới bước thứ ba chúng ta giữ nguyên vị trí của hàm môi lưỡi và sau đó chúng ta đọc âm ọ ọ ọ Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang nguyên âm or. Để có thể phát âm chính xác được nguyên âm or thì chúng ta cần phải tập trung độ chính xác vào vị trí của môi, hàm và lưỡi. Chúng ta có thể thực hiện 3 bước đơn giản như sau. Bước 1, miệng chúng ta mở rộng, chúng ta hạ thấp hàm và làm tròn môi. Bước 2, chúng ta sẽ làm phẳng lưỡi và kéo lưỡi về phía trong. Chúng ta cần phải đặt lưỡi rất thấp trong khoang miệng đầu lưỡi sẽ không chạm vào bất kỳ một bộ phận nào trong vòng miệng. Bước thứ ba, chúng ta giữ vững vị trí của hàm, môi, lưỡi và sau đó chúng ta phát âm nguyên âm or. Bây giờ các bạn sẽ nghe cô làm mẫu và chúng ta làm theo. Or, or. or. Ok, very good. Để có thể dễ dàng phát âm được nguyên âm or thì chúng ta thấy chúng ta có thể hóp má hai bên, làm tròn môi Môi trên hơi cong lên một chút thì chúng ta sẽ phát âm nguyên âm này chính xác hơn. Or. 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 OK, uh, nguyên âm đôi đầu tiên đó chính là âm air. Âm này có thể xuất hiện được ở trong những uh, chữ cái ở trong âm tiết chính. Ví dụ như là chữ ai khi đứng trước ký tự r. Ví dụ chúng ta có từ hair. Pair, air, fairy. Hoặc chữ cái A ở trong những từ có một âm tiết và tận cùng bằng A-R-E. Ví dụ như là từ care, fair, prepare. Hoặc trong những ký tự là E-A khi đứng trước ký tự R ví dụ như là từ where, swear, bear hoặc là pair chúng ta hãy cùng nhau đọc câu sau the fair-haired man was on the sand đây là một âm khá dễ được không nào âm tiếp theo chúng ta có đó là âm a âm này chúng ta làm bằng cách đó là nói nhanh chữ é e với chữ i ở trong một hơi vẫn ta nói nhanh lên là a. a âm a có thể xuất hiện được ở trong những từ có chữ cái là ay ví dụ day play stay pay hoặc ký tự a ở trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng chữ cái a cộng với một phụ âm và thêm một chữ I e. ví dụ lake fate gate save tiếp theo đó là chữ cái ai cũng thường cho ra âm a ví dụ như là từ afraid paint mail, wait, chữ cái e -A ở trong những từ như là break, great, stake, chữ cái e i ở trong những từ như là wait freight, neighbor, hoặc chữ cái e y ở trong những từ như là they, gray, Obey Chúng ta hãy cùng nhau đọc thêm câu tiếp theo nhé We'll be there at 8 Can you wait at gate 2? Nguyên âm đôi tiếp theo là âm OI Chúng ta nói giống như là một âm O kết hợp với một chữ Y vậy OI Và âm này thường xuất hiện Ở trong một số từ Có chữ OI Ví dụ Boil Coin voice, point hoặc những từ có ký tự là o y ví dụ boy enjoy destroy toy chúng ta hãy cùng nhau đọc câu sau nhé the boy has a noisy voice nguyên âm tiếp theo là âm i âm này chúng ta đọc giống như là i giống như ở trong tiếng việt i I. Âm I thường xuất hiện ở trong những từ có các chữ cái sau trong âm tiết chính. Đó là các ký tự IE. Ví dụ, die, pie, tie, lie. Hoặc những từ có ký tự I. Trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng chữ cái ái cộng với một phụ âm và một nguyên âm E Ví dụ chúng ta có từ Bike Kite Dine Tide Hoặc những từ có ký tự là E-I-G-H-T Ví dụ Height Slight hoặc những từ có ký từ u y by guy chúng ta hãy cùng nhau đọc câu sau nhé this guy might buy my cycle this guy might buy my cycle nguyên đôi thứ năm đó chính là âm ảo ảo âm ảo thường được xuất hiện ở trong các từ có các chữ cái sau ở trong âm tiết chính. Đầu tiên là chữ cái OU. Ví dụ trong các từ như là around, county, doubt, mountain, loud, plow, south. Hoặc là những từ có ký tự OW. Ví dụ như là crown brow, tower, powder, plow. Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu sau. Shower those flowers for an hour. Shower those flowers for an hour. Nguyên âm đôi tiếp theo là âm ở. Âm ở có thể được xuất hiện ở trong những từ có những chữ cái sau ở trong âm tiết chính thứ nhất là chữ cái ở khi ở cuối một từ ví dụ a girl mosquito potato thứ hai đó là những từ có ký tự o a ở trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hay là hai phụ âm ví dụ road coal, loan, soap, coast, hoặc những từ có ký từ o u ví dụ soul, shoulder, poultry, dough, hoặc là ký tự o w ví dụ arrow, widow, bowl grow tomorrow. Chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc câu sau. They showed us their own home. They showed us their own home. Nguyên âm đôi tiếp theo đó chính là âm ear. Âm ear thường xuất hiện ở trong những từ có các chữ cái sau ở trong âm tiết chính. Đầu tiên là chữ e a clear fear, weary, dreary. Hoặc những từ có chữ cái e, e thường khi đứng trước tận cùng là chữ cái r của mỗi từ. Ví dụ, cheer, dear, career, engineer. Chúng ta hãy cùng nhau đọc các câu sau nhé. Is there a bank near here? Is there a bank near here? Và nguyên âm đôi cuối cùng đó chính là âm oor. oor. Âm oor thường được xuất hiện ở trong những từ có chữ cái sau trong âm tiết chính. Thứ nhất là âm ou. Ví dụ tourist. tourist. tournament. tournament. Hoặc là chữ cái có ký tự là o o oh. mà trong những từ có một âm tiết và kết thúc bằng chữ cái r. poor spore Chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc câu sau. The poor tourist wasn't sure about that. The poor tourist wasn't sure about that.